I hope he make a good sushi. If not, I go, I beat his ass. Okay. Hello and welcome to Press TV. Today I'm here at Svokatov and at the Salad and Sushi. I will try the sushi made special by my good friend. Em Thanh. Xin chào mọi người nhé. And today my special guest star is Miss Lily. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại có hẹn ở Svokatov. Lily rất là vui khi mà tới đây cùng anh Press để đi thử cái món ăn ở đây ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến Salad và Sushi Bar ở tại Svokatov và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay mình sẽ thưởng thức cái món gì nhá. Cùng chờ đợi nhá. Hiện tại thì Lily đang ngồi xem cái menu ở đây xem là, nhưng mà quá là nhiều món luôn. Ở đây là có poke này, có salad này, có sushi này. Và quá nhiều món nên không biết chọn món gì cả. Nhưng mà sẽ cố gắng chọn mỗi phần một món này. Chúng ta sẽ thử tất cả các món ở tại đây nhá. Và tiệm salad sushi này có mặt ở tại Entrevenham này, ở tại Svokatov và ở Vesterhammen nữa. Nên thì có 3 địa điểm để mọi người đều có thể tới và đặt đồ ăn nhá. And they have roll, poke, salad and sushi. And I want sushi because I'm so hungry. I hope he make a good sushi. If not, I go, I beat his ass, okay? Hey, ask her sushi đặc biệt, very big sushi, and I'm so hungry, just make very good special for me, okay? Okay. Thank you, cảm ơn. Okay, sure.
vào. Đồ ăn đã ra đây rồi, trời ơi, vẫn còn nữa các bạn ạ. Thế chúng ta sẽ let's go và đi ăn thôi. Let's go. Chúng ta sẽ có món ebi, còn đây là lax bò sát, và đây là caterpilla, và đây là một cái lax poke. Và ở trong ấy, phải nói ở đây cái cuộn nó to ghê gớm luôn á, và khá là đầy. Một cái đĩa này thì có 2, 4, 6, 8, 10 miếng như phổ thông bình thường mọi người đi ấy. Nhưng mà cái đĩa lax bosa đấy thấy khá là ngon, khá là tươi nha. Ở trong đây thì chúng ta có được 6 miếng cá lax cơm này, và chúng ta có 6 cái cuộn cá lax nhỏ bên cạnh. Và ngoài ra thì súp bà lúc nào là cũng đi kèm theo nha mọi người. Ở trên đây thì sốt có được một hũ soya và một hũ mayonnaise. Trời, đang rất là đói, bây giờ sẽ phải ăn thôi. Mì sụt sụp ở đây khá là thơm nha. Có cả lá rong rất là to ở trong đây này. Nó còn nóng nguyên á. Theo đánh giá của nhiều người thì đồ ăn ở đây khá là tươi, khá là ngon. Và hôm nay thì được thưởng thức rồi thì thật sự là mọi người nói rất là đúng. Miso soup. Tastes like a soup mây gói. So now I have to try this ebi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái wasabi này vào với xì dầu này. Ngoài đều. Wow. Ok. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thử với món ebi. Món này thì có bơ ở phía trên này, tôm ở phía dưới quận với lá rong biển ở phía ngoài. Wow, nhìn hấp dẫn không ạ? Ngoài ra còn có hạt vừng với cả cái đây là gọi là cái hành phi đấy ạ. Mà hành phi đây nhìn trông hấp dẫn quá cơ. Mình sẽ thử cái miếng này nhá. Miếng ebi này ở đây thì có bơ ở phía trên này, rồi tôm nằm ở phía giữa. Nhìn đây là các bạn có thấy không ạ? Hai gần như hai miếng tôm ở trong đấy. Ở trên có hành phi này thơm ghê gớm luôn. Thế họ phi của gì mà ngon quá, không dùng cái chỗ hành phi mọi lần mà Ly hay ăn. Và cái miếng sushi nó cực kỳ to luôn ạ, giống như phải há hết cả miệng ra cho vào miệng đủ đấy ạ. Nhưng mà ăn sushi thì phải cho vào miệng như vậy thì mới ngon. Cái đĩa thứ hai là cắt tập
vì là ở trên đây thì trời ơi, phải nói là rất là nhiều trứng cá luôn. Và cũng là có cuộn tôm ở trong nè. Ở đây thì có tôm ở phía trong và có cả bơ ở phía trong và lá rong nữa. Ở phía ngoài thì cơm và có trứng cá để phủ phía trên. Ngon tuyệt. Thì sẽ chấm một chút với cái sauce mayonnaise nhé. Ui, rụng mất rồi. Cái đĩa thứ ba đó là laksa, sẽ thêm cái đĩa toàn laksa laksa ạ, còn đến 12 miếng nhá. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu thử cái miếng cá hồi ở đây nhé, nhìn nó tươi quá. Khá đẹp mắt ạ, miếng cá hồi khá là to nha, ở trên thì còn rải cả một chút hành và vừng nữa ạ, nhìn đấy ạ. Em sẽ bóc lớp một tí nha, miếng cá hồi. Em sẽ bắt đầu chèn nó thôi. Món tiếp theo đó là lắc khô, một cái bát cơm mà có cá lắc trộn với cả cơm này, rồi đỗ này, rồi các loại rau ấy và sốt ở bên cạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cái món này nhá, rất là hấp dẫn ạ. Ok, đầu tiên là các bạn sẽ thấy đó là hành phi. Trời ơi, hành phi đây thực sự tuyệt vời, rất là ngon luôn, đi thấy chưa thấy chỗ nào hành phi ngon đến chỗ này luôn. Rồi cá lắc nhiều cực kỳ luôn. Có dưa chuột này, có rau cải tím này, có hạt đỗ, có xoài dầm nữa này. Và cái sauce mayonnaise đặc biệt của ở quán, ở tiệm họ trộn lên, và bây chúng ta sẽ trộn lên nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Đầu tiên là đi sẽ muốn thử cái gạo của cơm ở đây nào. Hạt gạo khá là mềm, dẻo, thơm và trộn với cái mùi sốt đặc biệt của họ ấy, ăn một ngậy ngậy, thích lắm. Và cá lắc thì trời ơi nhiều luôn, nguyên một bát toàn cá là cá ấy ạ. Ngon quá. Now I try to say Pokemon. Rice and legs and a lot of salad. Sau khi mà thử hết tất cả các món ăn ở đây thì đi cảm thấy đồ ăn khá là tươi. Mặc dù là nằm ở trong khu đồ ăn nhanh ấy, ở ngoài số cái thộp thôi, một cái quán nhỏ thôi, nhưng mà để nói thì chất lượng đồ ăn khá là tốt. Cá hồi khá là tươi này, và khi mà cái thẩm ướp về cái vị ấy cũng rất là ngon. Và khi mà nhìn các anh đầu bếp, các anh ấy làm đồ ăn ấy thì cũng rất là sạch sẽ. Mọi thứ đều khá là tuyệt vời. Một cái điều nữa thì nó khá là tiện lợi để đi đến đây nha. Khi mà các bạn mà tới Malmö ấy, mà đi tới cái khu vực bán hàng những cái IKEA này hoặc là Bauhaus này, những cái nơi mà những cái shop bán đồ lớn ấy, các bạn có thể ghé vào đây để ăn. Ngoài ra thì salad và sushi còn có mặt ở tại Wilhelm và tại Westhammen nữa, thì các bạn cũng có thể đến chi nhánh ở các cái nơi khác nhau để ăn nhé. Và cảm ơn món ăn của tại Salad Sushi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Vào lần sau khi mà Ly và anh Fred sẽ đi thử các cái nhà hàng khác nhé. Hãy follow Fred TV và follow Trần Hưng Ly. Hẹn gặp lại các bạn. Yes, I'm done with this salad and sushi. I think I got too much, so now I'm full. I can't talk, I cannot sit.
I cannot walk, I cannot make a review because I'm so full. But I have to do it, so I think I will get the sushi. It was okay quality sushi. If you think it, this is a fast food area, not restaurant, but it's okay. Then they make a good soup, they make good sushi, and they make good pokeball. So I think I rate it 4 prestas. Also, the service very good. My friend Anh Thanh here tell me to come here, and they let us film them make the sushi. They were really nice to us. So they also got 4 prestas. Yes, the prize we got a very nice prize. It's around 500 to 600 for all those sushi and a pokeball and also 2 drinks. So I think I give it also 4 prestas for the prize. So I think I will go home now. I'll say thank you very much to Miss Lily. Thank you so much. Cảm ơn nhiều Thành. Xin chào mọi người. Rất cảm ơn Facebook của anh Hùng. Xin mời mọi người rất kính mời mọi người đến quán để thưởng thức sushi, chả lá sushi. Xin chào mọi người. Xin chào. Thank you. Cảm ơn. And please watch next time when we go eat another restaurant. So remember to follow my Instagram, Facebook, TikTok, and my YouTube. So see you next time. Goodbye.